Vì sao tòa trả hồ sơ vụ lừa đảo của đại gia điện gió miền Tây Tô Công Lý? Chuyên gia tài chính kể chuyện bị hack tài khoản, bay màu 500 triệu đồng. Vụ mất trăm tỷ ở ngân hàng MSB, khách hé lộ văn bản trả lãi bất thường. Hai bé gái bị giở trò đồi bại sau khi quen trai lạ qua mạng. khẩn trương làm rõ vụ học sinh lớp 10 bị hành hung tại ký túc xá. Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin hôm nay, sau đây là nội dung chi tiết. Lãnh đạo công an huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Quang Văn Nguyên, 26 tuổi, chú xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy quang văn nguyên bị bắt khi công an huyện quỳ châu tổ chức đợt truy quét vào điểm bán lẻ ma túy trên khu vực núi thuộc bản hốc xã diên lãm nguyên từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy ra tù gã tái nghiện để có ma túy sử dụng nguyên rời nhà vào rừng lập lán để bán ma túy nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng quang văn nguyên chọn một khu vực cao chống trải dựng lán đồng thời sử dụng các con nghiện để cảnh giới từ xa khi phát hiện có người lạ vào khu vực lập tức nguyên rút lên đỉnh núi theo thông tin từ công an huyện quỳ châu từ khi lập đại bản xoanh bán lẻ ma túy nguyên hầu như ở lì trong rừng và không trở về nhà thậm chí gã không dám ra khỏi rừng để cắt tóc mà búi tóc trên đỉnh đầu nguồn tin từ trinh sát cho thấy quang văn nguyên tàng trữ súng kíp và nhiều dao nhọn sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt bởi địa thế đặc biệt và sự liều lĩnh manh động của ông chùm bán lẻ lán của nguyên đã trở thành một tụ điểm mua bán sử dụng ma túy nhức nhối nằm trong kế hoạch phải sớm triệt phá của công an huyện quỳ châu sau thời gian trinh sát nghiên cứu kỹ địa hình quy luật hoạt động của quang văn nguyên công an huyện quỳ châu đã quyết định tổ chức lực lượng truy quét tụ điểm ma túy này sự xuất hiện đột ngột của các trinh sát ma túy khiến Quang Văn Nguyên đã trở tay không kịp. Công an thu giữ tại lán của Nguyên hơn 10 gam ma túy hồng phiến, heroin cùng một súng kíp và nhiều dao nhọn. sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải thành phố cà mau do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại du lịch công lý sau đây gọi tắt là công ty công lý làm chủ đầu tư hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh cà mau đã ra quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tối cao để điều tra bổ sung những vấn đề cần được làm rõ theo chủ tọa phiên tòa, lý do trả hồ sơ là qua xem xét, thảo luận những kết quả xét hỏi và tranh luận tại tòa, hội đồng xét xử nhận thấy vụ án còn nhiều chứng cứ quan trọng cần chứng minh mà không thể bổ sung tại phiên tòa. Trước đó, trong phần xét hỏi, ba bị cáo phản cung toàn diện cho rằng không có việc lập hồ sơ khống hai hạng mục công trình để lấy của nhà nước số tiền hơn 7,3 tỷ đồng như cáo buộc của Viện kiểm sát nhân dân. Các bị cáo cho rằng trong quá trình điều tra do không được minh mẫn, bị ảnh hưởng tâm lý nên thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khẳng định không có cơ sở chấp nhận. Tại phiên xét xử, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ quyền công tố tại tòa đề nghị tuyên án các bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm A khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự. Mức án đề nghị đối với bị cáo Tô Công Lý, 40 tuổi, phó tổng giám đốc công ty Công Lý là con trai bị cáo Tô Hoài Dân. Từ 12 đến 13 năm tù, bị cáo Tô Hoài Dân, 63 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Công lý và Nguyễn Bá Đam, 40 tuổi, nhân viên Công ty Công lý từ 7 đến 8 năm tù. Các luật sư cùng đại diện Viện Kiểm sát tại tòa đã tranh luận xung quanh vấn đề có hay không việc ba bị cáo đã lập hồ sơ khống hai hạng mục công trình là khu tiếp nhận phân tách rác và hệ thống xử lý nước thải để lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước 7,3 tỷ đồng tiền hỗ trợ theo chính sách ưu đãi về lĩnh vực môi trường của chính phủ. Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% vốn đầu tư đối với dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 04 năm 2009 của Chính phủ trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau từ năm 2009 đến năm 2012, bị cáo Tô Công Lý đã trực tiếp chỉ đạo bị cáo Nguyễn Bá Đam lập hồ sơ khống xây dựng hai hạng mục công trình gồm hệ thống xử lý nước thải và khu tiếp nhận và phân tách rác trị giá hơn 14,604 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành hồ sơ, Tô Công Lý trình cho cha mình là Tô Hoài Dân ký quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án và để bị cáo dân ký tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ 50% vốn đầu tư. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt hỗ trợ 50% vốn đầu tư cho hai hạng mục công trình khống trên với số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khuyến nghị người dân bảo mật thông tin, nhưng tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng, cũng bị hách mất gần 500 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết, cách đây vài tháng, ông đến ngân hàng N giao dịch thì ngã ngửa khi biết 500 triệu đồng trong tài khoản của mình chỉ còn 50.000 đồng. Qua giả soát hệ thống, ngân hàng N cho ông biết đối tượng lừa đảo sử dụng Internet Banking cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân mạo danh ông hai lần yêu cầu ngân hàng cấp mật khẩu mới kết quả ngân hàng n gửi tin nhắn là mã otp vào số điện thoại ông hiếu nhưng thực tế có một người khác có số điện thoại trùng khớp với số điện thoại của ông hiếu lại nhận được mã otp này còn điện thoại của ông hiếu thì không nhận được tin nhắn mã otp sau khi có được mã otp đối tượng lừa đảo đã đổi lại mật khẩu tài khoản ngân hàng và nhanh chóng thực hiện rút tiền tiến sĩ nguyễn trí hiếu cho biết ông đã làm đơn kêu cứu cơ quan công an nhưng đến nay chưa có kết quả có thể trong thời gian tới, ông sẽ khởi kiện ngân hàng N để tòa ra phán quyết hoàn trả tiền. Điều mà ông Hiếu đặt ra là lỗ hổng về bảo mật thông tin, nhất là việc đối tượng lừa đảo có thể đã xâm nhập vào hệ thống để đánh cắp tin nhắn ngân hàng gửi cho chủ tài khoản. Ngân hàng nhà nước có thể đã biết được những thủ đoạn đánh cắp tiền trong tài khoản, nên mới ra quy định từ ngày 1 tháng 7, người dân giao dịch chuyển khoản phải xác thực bằng vân tay và khuôn mặt. Trong khi những lùm xùm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân, MSB Thanh Xuân đang được cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội làm rõ thì có một giấy xác nhận thông tin số dư tài khoản có dấu hiệu lạ xuất hiện. Giấy xác nhận này được bà NTL, người có tài khoản số dư 58,65 tỷ đồng, mở tại MSB nhưng sau đó bốc hơi hết chỉ còn 93.640 đồng lưu giữ. Bà NTL là một trong số những nạn nhân mở tài khoản thanh toán tại MSB và bị bốc hơi gần hết. Theo giấy xác nhận thông tin số dư tài khoản tại MSB mà bà NTL cung cấp, có chữ ký của Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân Bùi Thị Hoài Anh và được đóng dấu đỏ bởi MSB Thanh Xuân. Giấy xác nhận ghi ngày 7 tháng 10 năm 2023 trước khi bà Hoài Anh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng gửi tiền. Thể hiện thông tin, từ ngày 26 tháng 9 năm 2023 đến ngày mùng 5 tháng 10 năm 2023, bà NTL có tổng cộng 12 giao dịch chuyển tiền vào tài khoản với số dư lên đến 58,65 tỷ đồng. Theo văn bản này, các giao dịch gửi tiền vào tài khoản của bà NTL đều có kỳ hạn gửi 4 tuần, lãi suất được hào phóng chi trả là 6% một năm. Con số này vượt xa so với mức lãi suất khoảng 3,8% một năm cho tiền gửi kỳ hạn một tháng được ngân hàng MSB niêm yết vào tháng 10 năm 2023, thời điểm MSB Thanh Xuân cấp giấy xác nhận cho khách hàng. Điều đáng nói, mức lãi suất 6% một năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 4 tuần được áp dụng thực tế vượt xa so với mức lãi suất trần 4,75% một năm cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng theo quy định của ngân hàng nhà nước. Về thông tin khách hàng tố gửi tiền vào MSB Thanh Xuân nhưng bị mất sạch tiền, bà NTL cho hay tài khoản của bà được mở nhưng do ngân hàng MSB quản lý. Mục đích để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng, phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB. Khách hàng không được quản lý tài khoản trên app điện thoại. Tiền gửi của khách hàng có kỳ hạn tham gia là 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Hết kỳ hạn gửi, khách hàng có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn thì thông báo cho MSB trước một ngày Hiện đại diện truyền thông của MSB không bình luận về văn bản trên do khách hàng NTL, người mất hơn 58 tỷ đồng, cung cấp. Tiếp theo chương trình là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Ngày 30 tháng 3, phòng cảnh sát hình sự PC02, công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Vương Trọng, 33 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắc, cùng Nguyễn Tùng Dương, 29 tuổi, quê Thanh Hóa và Nguyễn Hữu Thắng, 22 tuổi, ngụ Hà Nội để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an xác định ba nghi phạm này nằm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng ở Campuchia cầm đầu. Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 24 tháng 1, bà TLH, 50 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ công an, đề nghị cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin. Sau đó, một tài khoản Zalo kết bạn với bà Hát, tự giới thiệu là cán bộ công an và hướng dẫn bà truy cập vào một đường link giả mạo để cập nhật thông tin. Người này tiếp tục hướng dẫn bà Hát thực hiện một số thao tác như tạo tài khoản, điền một số thông tin họ tên, số căn cước công dân và một số thông tin khác. Khi cán bộ công an hỏi thêm một số thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng, bà Hát cảm thấy nghi ngờ nên đã cúp máy. Tuy nhiên, ngay sau đó, các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của bà Hát bị chiếm đoạt số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Tiếp nhận tố giác PC02 và Phòng An ninh mạng và Phòng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra xác minh, qua đó xác định số tiền hơn 1,3 tỷ đồng đã bị các đối tượng ở Campuchia chiếm quyền quản lý và chuyển đến nhiều số tài khoản khác nhau. Đối với các tài khoản thẻ tín dụng của bà Hát thì bị Trọng, Dương và Thắng sử dụng thanh toán mua hàng. Được đưa về trụ sở làm việc, nhóm của Trọng khai nhận Tháng 10 năm 2023, thông qua hội nhóm trên mạng xã hội, Trọng quen biết và trò chuyện với một số người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia. Từ đó, Trọng biết thủ đoạn lừa đảo của nhóm người này là giả danh các cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho nạn nhân, lấy lý do có sai sót thông tin cá nhân hoặc bị lộ lọt thông tin tài khoản ngân hàng để yêu cầu nạn nhân dùng điện thoại di động cá nhân tải cài đặt các ứng dụng giả mạo có chứa mã độc khi nạn nhân thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng tạm thời chiếm quyền quản lý, sử dụng các ứng dụng trong điện thoại, trong đó có ứng dụng Internet Banking của tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng có thể thực hiện thao tác chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân đến các tài khoản khác. Đối với thông tin thẻ tiến dụng của nạn nhân, các đối tượng cung cấp cho đối tượng ở Việt Nam để sử dụng thanh toán mua hàng tại các trang thương mại điện tử rồi lấy hàng hóa này đem bán với giá rẻ hơn giá thị trường. Số tiền bán được, các đối tượng chuyển cho nhóm lừa đảo đã cung cấp thông tin thẻ và hưởng hoa hồng thông qua mạng xã hội trọng quen biết với dương và thắng cùng bàn bạc thực hiện hành vi rửa tiền như trên cho nhóm đối tượng lừa đảo bên campuchia khi thực hiện thành công đặt mua hàng thanh toán bằng thông tin tài khoản thẻ tín dụng của nạn nhân do các đối tượng ở campuchia cung cấp nhận được hàng và bán lấy tiền sẽ trừ 5% khấu hao khi bán tài sản 65% được chuyển vào tài khoản chỉ định của các đối tượng ở Campuchia, Trọng, Thắng và Dương, mỗi người giữ 10%. Trưa ngày 24 tháng 1, các đối tượng ở Campuchia gửi cho Trọng thông tin thẻ tín dụng của bà Hát mà các đối tượng này vừa chiếm đoạt được. Ngay sau đó, Trọng báo cho Dương biết Dương liên lạc với Thắng và cả nhóm cùng đồng ý thực hiện. Dương dùng các thông tin mà Trọng gửi để mua 6 điện thoại di động với số tiền hơn 194 triệu đồng bằng hình thức đặt mua trực tuyến. Sau khi lấy hàng, Dương lên mạng để bán lại 6 chiếc điện thoại với giá 175 triệu đồng. Sau đó nhóm của Trọng chuyển 129 triệu đồng đến tài khoản của các đối tượng ở Campuchia, phần còn lại Trọng nhận 19 triệu đồng, Dương nhận 17 triệu đồng và Thắng nhận 10 triệu đồng, số tiền khả dụng còn lại khoảng 6 triệu đồng trong thẻ, Dương đã thực hiện thao tác đặt mua hai lượt thẻ game. Cơ quan công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân khác bằng thủ đoạn trên và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Ngày 29 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Nhật Tâm, 20 tuổi, thường trú tại xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng. Hai đối tượng đã có hành vi dở trò đồi bại với hai bé gái. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 3 năm 2024, Tâm lên mạng xã hội Facebook làm quen với một bé gái sinh năm 2011 ở địa bàn huyện Vĩnh Hưng. Sau những ngày nói chuyện qua lại trên mạng xã hội, Tâm đến nhà bé gái này chơi. Thấy bé gái chỉ có ở nhà một mình nên Tâm đã thực hiện hành vi đồi bại nhiều lần với nạn nhân. Sự việc sau đó bị gia đình bé gái phát hiện và trình báo cơ quan công an. Trước đó, vào ngày 18 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cũng tiếp nhận tin báo của một người dân ở huyện Tân Trụ về việc con gái sinh năm 2010 bị một đối tượng nam không rõ lai lịch dùng vũ lực tác động đến ngất xỉu để thực hiện hành vi đổi bại và cướp tài sản. Nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Tân Trụ đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra và truy xét, sau đó đã bắt giữ Thạch Ngọc Bảo, 19 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, khi đối tượng này đang chơi game ở phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận trước đó sử dụng mạng xã hội Facebook kết bạn với bị hại và được mời về nhà chơi. Trưa ngày 18 tháng 3, cả hai gặp nhau thì Bảo đòi quan hệ nhưng bị bé gái không đồng ý. Bảo liền dùng vũ lực để thực hiện hành vi đổi bại với bé gái và cướp tài sản đáng chú ý năm 2022, Bảo từng bị tòa án nhân dân huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù vào tháng 6 năm 2023. Ngày 30 tháng 3, trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đắk Lây tỉnh Kon Tum đã có thông tin vụ việc một nữ sinh bị nhóm học sinh trường khác bắt quỳ đánh ngay tại phòng nội trú của đơn vị. Trước đó, mạng xã hội đăng tải đoạn clip dài hơn một phút ghi lại hình ảnh một nữ sinh quỳ gối trong phòng nội trú. Bốn nữ sinh khác thay nhau liên tục đánh, nắm tóc, tát vào mặt nạn nhân. Xung quanh, nhiều người chứng kiến nhưng không ai có động thái can ngăn. Qua xác minh, đã xác định vụ việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, huyện Đắc Lây, tỉnh Con Tùm. Theo ông Trần Thanh Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, huyện Đắc Lây, cho biết nạn nhân bị đánh trong clip là nữ sinh MT đang học lớp 10 tại trung tâm này. Vào tối ngày 27 tháng 3, một nhóm nữ sinh trường khác trên địa bàn đã lẻn vào khu nội trú của trường rồi thay nhau đánh nữ sinh MT. Sau đó, nữ sinh MT đã gọi người nhà lên đón về. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Đắc Lê đã báo cáo vụ việc cho Ủy ban Nhân dân huyện và đề nghị công an huyện vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, nữ sinh MT là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh gia đình khó khăn khi mồ côi cha, mẹ đau bệnh và đang ở cùng ông ngoại. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Con Tum đã yêu cầu trung tâm làm rõ vụ việc để có hình thức xử lý phù hợp, đồng thời yêu cầu mời phụ huynh hai gia đình lên gặp nhau tiến hành hòa giải, ổn định tâm lý cho các em học sinh. Về phía Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Lê, cơ quan này đã giao công an huyện điều tra làm rõ vụ việc những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các tin nóng khác trong khung giờ tiếp theo